Nội dung bài tập chúng ta sẽ so sánh hai văn bản sông nước Cà Mau và Vườn Thác. Bởi vì hai văn bản này đều miêu tả cảnh sông nước, chúng ta sẽ đặt dấu ít và ô trống để nói lên nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên được miêu tả ở mỗi bài và nghệ thuật miêu tả của mỗi tác giả. Đây là hình ảnh của bài Vườn Thác, đây là hình ảnh của văn bản sông nước Cà Mau. Chúng ta so sánh là những nét đặc trưng riêng của phong cảnh thiên nhiên đối với bài sông nước Cà Mau và Vườn Thác. Đối với độ rộng lớn hùng vĩ thì đó là nét đặc sắc riêng của bài Vườn Thác. Đối với cái vẻ hoang dã đầy sức sống thì đó là đặc sắc riêng của bài sông nước Cà Mau. Đối với đặc sắc riêng về cảnh thác dữ và núi cao thì đó là bài Vườn Thác. Có chợ trên sông là của bài sông nước Cà Mau, bãi dâu bạc ngàn là của bài Vườn Thác, rừng nước tầng tầng lớp lớp là của sông nước Cà Mau. Về nghệ thuật miêu tả, vị trí miêu tả của người viết, điểm nhìn từ trên bờ là của sông nước Cà Mau, điểm nhìn từ trên thuyền là của Vườn Thác. Sử dụng phép so sánh nhân hóa thì cả hai văn bản đều sử dụng, đặc biệt phép nhân hóa. Xin lỗi là sử dụng phép so sánh thì cả hai sông nước Cà Mau và Vườn Thác đều sử dụng. Còn nhân hóa thì chỉ có văn bản Vườn Thác. Các em có thể ghi cái bài tập này bây giờ vỡ để chúng ta so sánh, nhưng mà chúng ta sẽ nắm kỹ hơn nội dung của hai văn bản. Về nhà, ở nhà các em đọc kỹ bài, nhớ những chi tiết miêu tả tiêu biểu. Đồng thời chúng ta, đáng lẽ chúng ta tự làm hoàn chỉnh phần và luyện tập, nhưng mà chúng ta ghi lại phần luyện tập này. Có thể các em ghi nội dung mà sau đó chúng ta tự làm. Các em đọc bài thơ Non Nước, bài thơ Nước Non Ngàn Dặm của nhà thơ Tố Hữu, phần sách giáo khoa trang 41. Chuẩn bị bài so sánh. Để chuẩn bị bài so sánh, các em xem trước bài so sánh đã học ở trước Tết. Chúng ta nắm lại là so sánh là gì, cấu tạo của phép so sánh. Rồi phần so sánh tiếp theo thì các em xem một la mã các kiểu so sánh, trả lời, đọc bài thơ và trả lời cho cô câu hỏi 1, 2, 3. Phần 2 la mã là đọc bài văn của Khái Hưng và trả lời câu hỏi 2. Đồng thời có thể đọc trước nội dung ghi nhớ. Cô khuyến khích bạn nào khá giỏi chúng ta có thể là làm bài tập trước bài số 1 A, B, C, bài số 2, số 3 tùy theo khả năng của chúng ta. Bài học đến đây là hết. Cô chào các em, chúc các em có một cái tiết học vui và hiểu bài. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày thứ 5, hai tiết còn lại của tuần.